Tuấn Hưng là anh có thể cho các khán giả Nam Định được biết cái cảm xúc của anh trong những ngày trở lại Thành Nam ngày hôm nay không? Xin kính thưa tất cả quý vị, tất cả những ai đang theo dõi cái buổi chiều rất là mát mẻ, rất là tuyệt vời, còn thời tiết có thể nói là ủng hộ tất cả chúng ta để có được một cái buổi chiều nó thực sự là có ý nghĩa. Chúng ta vừa mới trải qua một cái cảm xúc thăng hoa và sung sướng trong bóng đá, đó chính là đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta đã thắng một cách tròn giã đội tuyển Thái Lan trên sân nhà. Buổi chiều khi mà lên máy bay và xuống đến sân bay từ Nội Bài chạy về đây ấy, thì Hưng luôn luôn phải trả lời rất là nhiều câu hỏi của các bạn ở trên Facebook rằng là anh nghĩ rằng chiến thắng như vậy có đủ để ngọt ngào không, hay là rồi tương lai của chúng ta khi đến vòng chung kết được tổ chức tại Thái Lan thì sẽ như thế nào. Nhưng mà thưa tất cả quý vị các bạn, mỗi một trận bóng đá đều có được cái ý nghĩa và cảm xúc khác nhau, và cứ Việt Nam thắng là chúng ta sẽ vui cái đã, từ ngày mai tính sau. Còn trở lại với sân vận động tại thành phố Nam Định thì ngày hôm nay tất cả chúng tôi cái điều đầu tiên là đến để chúc mừng 15 năm sinh nhật của đội bóng Pháo Thủ, một trong những đội bóng mà đội bóng Phủi. Tuy mang tên là đội bóng Phủi nhưng hầu hết đều là những cựu cầu thủ, đều là những cựu tuyển thủ sinh ra và từng chơi cho đội bóng Nam Định. Câu lạc bộ HLT đến đây để cùng chung vui với các cầu thủ của Nam Định, và chúng tôi có làm một cái việc đó là chơi bóng có ý nghĩa, tổ chức những để gặp gỡ tất cả mọi người ở đây, những người yêu bóng đá, và đặc biệt là kêu gọi cái tấm lòng chia sẻ cuộc sống của mình, lá lành đùm lá rách, để chúng ta có được một cái quỹ dành cho tất cả các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn đang cố gắng vươn lên và có được kết quả học tập tốt. Chúng ta đã chọn được hơn 40 gương mặt học sinh của tất cả các trường tại tỉnh Nam Định, và đó là một điều mà tất cả những ai đã có mặt trên sân vận động đều có một nụ cười rạng rỡ giống nhau. Đó chính là chúng ta đã làm được những việc có ý nghĩa, những việc thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống này. Hưng chỉ biết một điều rằng là mỗi lần trở về đây thì có lẽ là Hưng lại thêm thấy rằng là mình có rất là nhiều những mối nhân duyên với người Nam Định. Có rất nhiều trong cuộc sống, trong bóng đá, trong tình cảm anh em và rất nhiều thứ nữa. Cho nên khi trở về đây thì một cái cảm giác là giống như mình trở về cái căn nhà nơi có rất nhiều những người anh em của mình và được làm những việc có ý nghĩa, đó là một điều tuyệt vời vậy. Vâng, thì có thể nói rằng là tất cả mọi người khi có rất nhiều người khi xem qua chương trình livestream, xem qua những video thì có rất nhiều những lời khen cũng có, và nhiều người chê tôi là một cầu thủ, ca sĩ, và hiện tại số tuổi của tôi đã là 41 tuổi rồi thì không thể nào có được những cái bước chạy nó thanh thoát giống như những cầu thủ mà đã từng chơi bóng chuyên nghiệp hoặc là thằng còn trẻ. Tuy nhiên có thể nói rằng là tôi dám tin một điều rằng với gọi là bóng đá chơi sân bảy như vậy thì tôi là một trong những người có cái cổ chân phải tương đối là khéo, và đây không chỉ là lần đầu tiên trên sân bóng đá Phủi mà phải đối đầu với những đội bóng quy củ và chuyên nghiệp như Pháo Thủ, đối đầu với rất nhiều những đội bóng giỏi, thì Tuấn Hưng đã từng sở hữu cái cổ chân phải của mình với những cái lắc cổ chân, với những cái mà truyền bằng gót chân, truyền bằng lòng, vân vân. Vâng, một câu hỏi cuối dành cho nam ca sĩ Tuấn Hưng là ngày hôm nay thì theo cái dự định ban đầu của Tuấn Hưng và ICC Hà Nội là chúng ta sẽ có phần quà cho các cháu là số tiền là 1 triệu đồng. Tuy nhiên thì với sự cố gắng của Tuấn Hưng cũng như các cộng sự cho ban tổ chức thì chúng ta đã quyên góp được một số tiền có thể nói là vượt trội so với cái ước tính ban đầu. Mỗi một cháu đã có phần thưởng là trị giá tương đương là 1,7 triệu đồng. Thì thông qua cái chương trình ngày hôm nay tại Nam Định thì Tuấn Hưng có gửi gắm gì đối với tất cả các khán giả, những người hâm mộ Tuấn Hưng và đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc trong những cái chuyến công tác từ thiện như thế này không ạ? Vâng, như tất cả các anh chị em và tất cả mọi người đều thấy đó là người Việt của chúng ta thường là có một cái tính cách là luôn luôn yêu thương lẫn nhau. Cái quan trọng là chúng ta làm thế nào, chúng ta thể hiện thế nào cái sự chân tình từ chính bản thân mình thì mình sẽ lấy được tấm lòng của những người đối diện. Ví dụ chúng ta có thể thấy rằng là có những bác xe ôm vẫn lấy 20.000, 50.000 ra để tặng cho quỹ. Có những cụ 60-70 tuổi vẫn lấy 10.000, 20.000 đồng ra để gửi tặng cho các em học sinh.
và có cả rất là nhiều những người bạn của Tuấn Hưng ở nhiều thành phố xa xung quanh địa bàn Hà Nội, xung quanh địa bàn phía Bắc cũng đã tới đây để chia sẻ cái tấm lòng đấy. Thì Hưng nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đó chính là mình thể hiện cái tấm lòng của mình làm sao đấy để họ thấy được cái sự chân thành và họ thấy rằng là những việc làm của chúng ta là có ý nghĩa thực sự. Giống như là sau khi mình xin được tấm lòng của tất cả mọi người và mình chia sẻ ngay tại sân vận động và mình đếm ngay cái số tiền thu được thì tất cả mọi người đều cảm thấy hứng khởi và đều cảm thấy rằng cái tấm lòng của họ bỏ ra nó là một cái gì đó nó thực sự đã xảy ra ngay trước mắt họ. Và từ đấy thì tất cả mọi người Hưng tin rằng là đều sẵn sàng để làm những công việc thiện nguyện như vậy. Hưng cũng như tất cả những người anh em chơi bóng đá đều mong muốn rằng những cái hoạt động như vậy không chỉ riêng câu lạc bộ HAT hay là câu lạc bộ pháo thủ mà dàn trải khắp nơi trên địa bàn, ở tất cả mọi nơi trên đất nước lãnh thổ của Việt Nam chúng ta, tất cả mọi người đều có thể làm được những công việc tương tự như vậy, miễn sao chúng ta tổ chức tốt, chúng ta tuyên truyền tốt và chúng ta làm thế nào đấy để cái tình cảm đấy nó được lan tỏa. Và khi mọi người đã cảm được cái việc đó thì Hưng tin rằng tất cả mọi thứ đều trở nên rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay cảm ơn tất cả các ban tổ chức của mọi người đã có mặt tại sân vận động, như là anh và tất cả truyền hình cũng báo chí và tất cả mọi người đã tổ chức một cái buổi có thể nói là một cái buổi rất là long trọng và rất là chuẩn. Một lần nữa thì xin thay mặt cho người dân Nam Định nói chung, các khán giả yêu mến bóng đá Nam Định nói riêng xin đặc biệt cảm ơn tới ca sĩ Tuấn Hưng và ICC Hà Nội cũng như các thành viên cho ban tổ chức của trận đấu. Và một lần nữa thì cũng xin chúc cho Tuấn Hưng dồi dào sức khỏe và công tác tốt trong những sự nghiệp của mình, cũng như có nhiều hơn nữa những chương trình thiện nguyện như thế này không chỉ trên địa bàn Nam Định mà khắp mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn anh.